Huỳnh Phương và Khả Như đã toang, hậu bị Khui Loạt Hình hẹn hò. Khả Như và Huỳnh Phương hiếm hoi công khai xuất hiện cùng nhau sau khi bị soi bằng chứng yêu đương. Sau cuộc tình ồn ào với Sĩ Thanh, Huỳnh Phương bị soi nhiều chi tiết nghi đang hẹn hò Khả Như. Cụ thể, cả hai có hành động thân mật khi đi du lịch, đàng trai nhập hội chỉ follow mình em, hay chọn vị trí ngồi sát cạnh mỗi lần tụ họp hội bạn. Trong một bức ảnh, diễn viên Anh Đức chỉ tay về phía Huỳnh Phương và Khả Như, như ngầm phát tín hiệu về mối quan hệ đặc biệt của hai đồng nghiệp. Thế nhưng vào vài ngày trước, Khả Như gây xôn xao khi đăng tải một bài viết dài có dòng chữ, em chia tay rồi, em ok, chuyện cũng vài tháng. Mặc dù đây chỉ là bài viết tản mạn, không nêu đích danh bất kỳ ai, nhưng netizen đã đặt nghi vấn chuyện tình cảm của Khả Như đang gặp trục trặc. Thậm chí, có người đồn đoán Khả Như và Huỳnh Phương đã toang, vì dạo này cả hai không xuất hiện chung. Giữa lúc cư dân mạng đang xôn xao bàn tán, Khả Như có động thái gây chú ý. Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ clip nhún nhảy vui vẻ bên Huỳnh Phương, Hữu Đằng và Phương Lan. Huỳnh Phương và Khả Như ngồi cạnh nhau, nữ diễn viên còn có biểu cảm hờn đỗi khi bạn trai tin đồn, thực hiện động tác bị chật nhịp. Dễ dàng nhận ra cả hai vẫn rất thoải mái, vui vẻ chứ không căng thẳng như nhiều người đồn đoán. Hiện tại, Huỳnh Phương còn theo dõi duy nhất tài khoản của Khả Như trên Instagram. Hồi tháng 3 năm 2024, Khả Như và Huỳnh Phương đi du lịch cùng vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật tại Thái Lan. Khi lọt vào ống kính của Tiến Luật, Khả Như và Huỳnh Phương bị tóm dính những hành động thân mật như xoa đầu, đặt tay lên vai đối phương. Huỳnh Phương sinh năm 1992, 32 tuổi, còn Khả Như sinh năm 1987, 37 tuổi. Thế nhưng trong clip cả hai xưng hô với nhau là anh, em. Khả Như Huỳnh Phương là bạn diễn ở một sân khấu, cả hai cùng tham gia vở kịch có cảnh hôn nhau. Khi khán giả nhận xét hôn như thật, Khả Như từng lên tiếng, lúc đầu, chúng tôi diễn bằng kỹ thuật, né tránh đủ kiểu hết. Thấy vậy, đạo diễn Hữu Tiến đã la chúng tôi rất nhiều. Anh bảo cả hai phải hôn thật, nếu không sẽ bị trừ tê yền cát xê. Trên hành trình làm nghề, tôi nghĩ Phương đã hôn rất nhiều người, tôi cũng vậy. Nhưng hai chúng tôi hôn nhau áp lực kinh khủng. Trong khi Huỳnh Phương kín tiếng sau khi chia tay Sĩ Thanh, thì Khả Như từng chia sẻ quan điểm, không phải ai cũng thích mối quan hệ của mình bị xã hội, mọi người xung quanh mang ra bàn tán. Nếu công khai tình yêu lên mạng xã hội, chắc chắn cả hai sẽ bị soi mói. Tôi biết nhiều trường hợp người trong cuộc mong muốn bảo vệ người yêu của họ, nên chọn cách yêu trong bí mật, và những mối tình đó vẫn rất bền lâu. Đối với tôi, chuyện yêu đương phải kín đáo. Đó là sự tôn trọng và là cảm xúc thiêng liêng mà những người đang yêu dành cho nhau.